vị đang cùng chúng tôi theo dõi bản tin FBNC ngày hôm nay thứ Ba 26 tháng 1. Thưa quý vị, chỉ trong 5 năm, quy mô thị trường tín dụng tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gấp 5 lần. Thị trường đang có nhiều triển vọng để phát triển. Nhận định trên được ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi tọa đàm về chủ đề nhìn gần hơn vào ưu đãi vay tiêu dùng vừa diễn ra. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu cuối năm 2010, dư nợ cho vay tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 16.000 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng dư nợ trên địa bàn, thì đến cuối năm 2015, con số này đã đạt đến 90.000 tỷ đồng, chiếm gần 7% tổng dư nợ. Theo ông Minh, thị trường sở dĩ có sự tăng trưởng nhanh như vậy là do sản phẩm vay tiêu dùng đã được các ngân hàng, công ty tài chính quan tâm phát triển hơn. Cho vay tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh mình trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cho rằng đó là nó cũng phát triển rất nhanh, rất mạnh và nó còn hứa hẹn sẽ có sự phát triển nhanh mạnh hơn nữa trong cái thời gian tới. Đó là về cái điều kiện về kinh tế xã hội, điều kiện về dân số, điều kiện về dân cư, rồi trình độ, rồi tuổi tác này kia nữa. Thì đây là các ngân hàng đều phân tích được và cho rằng đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của các ngân hàng, của các tổ chức tín dụng, của kể cả công ty tài chính trong giai đoạn 16-20. Đó, thì chúng tôi cho rằng là những năm tới sẽ có cái tốc độ phát triển nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một chuyên gia tài chính, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định, thị trường vay tiêu dùng tại Việt Nam có thể tiềm ẩn các rủi ro cho nền kinh tế do tăng trưởng nhu cầu vay đang vượt xa so với mức thu nhập của người dân. Hiện tượng mà các công ty tài chính bùng nổ tại Việt Nam là cái điều mừng cho nền kinh tế, là các công ty tài chính đó giúp người dân có thể vay và tiêu thụ được những cái sản phẩm của xã hội. Nhưng mặt khác, về cái mặt trái của nó, đây là cái rủi ro rất lớn cho nền kinh tế. Là nếu chúng ta không cẩn thận thì một bộ phận của dân chúng sẽ đi vào tình trạng vỡ nợ. Và cái điều đó nó thiệt hại không những cho cá nhân của người đó, cho gia đình của họ mà cho cả nền kinh tế. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ nợ xấu của cả hệ thống tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện ở mức 2,02%, riêng nợ xấu của các công ty có mức cao hơn khoảng 2,4-2,5%. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm nay thì số vốn được thoái tại các tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã lên đến 2.000 tỷ đồng. Đây là thông tin mà Bộ Giao thông Vận tải vừa mới công bố. Trong tháng đầu tiên của năm, mức thoái vốn tại các tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã lên đến 2.000 tỷ đồng. Con số này gần bằng với số vốn đã thoái được trong năm 2015. Hầu hết việc thoái vốn của các tổng công ty đều được thực hiện theo hình thức thoái vốn theo lô. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện thoái 100% số vốn nhà nước tại một số đơn vị như CNO 6, CNO 5 và Vinamoto. Dự kiến trong quý 1 năm nay, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thành việc thoái vốn tại các tổng công ty còn lại. Theo đại diện vụ quản lý doanh nghiệp, đợt thoái vốn trong tháng 1 này và cả quý 1 trong năm nay sẽ chủ yếu từ các công ty mẹ, đồng thời nguồn thu sẽ được nộp về công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 1 thì hệ thống đường trong sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được hòa vào hệ thống giao thông đô thị. Như vậy thì người tham gia giao thông trong sân bay nếu vi phạm luật cũng sẽ bị xử lý như bên ngoài. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mới đây vừa cho biết hai tuyến đường trong sân bay gồm A1 là tuyến đường ra vào ga quốc nội và A2 là tuyến đường ra vào ga quốc tế sẽ được nối vào hệ thống giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, những tuyến đường này sẽ được khai thác theo tính chất đường đô thị. Người chạy xe trong sân bay phải tuân thủ theo luật giao thông đường bộ và hệ thống tín hiệu. Nếu vi phạm sẽ bị cảnh sát giao thông xử lý theo quy định. Cụ thể, xe hai bánh không được vào khu vực ga mà chỉ được phép chạy vào bãi giữ xe. Xe ô tô không được dừng quá 3 phút ở ga để thả khách và hành lý. Mặc dù chịu thuế xuất nhập khẩu khá cao, nhưng trong năm qua, ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ vẫn chiếm đến gần 50% tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống của Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2015, lượng ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu là gần 51.500 chiếc, tăng 63% so với năm trước. Trong số này, Ấn Độ cung cấp tới 49% với hơn 25.000 chiếc và tăng 89% so với năm 2014. Năm 2015, ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ chịu thuế xuất nhập khẩu tới 68%, cao hơn so với mức 50% từ ASEAN, nhưng nhờ lợi thế giá rẻ nên xe từ Ấn Độ vẫn có sức cạnh tranh cao. Chính phủ Ấn Độ có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất xe nhỏ giá rẻ, nên hàng loạt các tập đoàn ô tô trên thế giới đã đổ tiền vào sản xuất ô tô tại Ấn Độ. Nhờ sản xuất số lượng lớn, các nhà sản xuất sớm tối ưu hóa chi phí và có thế mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, dù chiếm gần 50% lượng xe du lịch nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng nếu tính chung về tất cả các loại xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong năm qua, thì Ấn Độ chỉ nằm ở trong top 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc.
là một ngành công nghiệp trẻ, năng động và ngày càng có những đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam đã trải qua một năm phát triển mà theo các chuyên gia là chuyển biến tốt cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Và trong khoảnh khắc năm hết Tết đến, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những bước phát triển của ngành công nghệ thông tin trong năm con dê 2015. Song song đó là những triển vọng của năm con khỉ 2016 qua góc nhìn của một vài nhân vật đang trực tiếp làm việc trong ngành này. Bộ Thông tin Truyền thông đánh giá, năm 2015, công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, doanh thu cao, giá trị xuất khẩu lớn. Cụ thể, ước tính doanh thu toàn ngành đạt khoảng 42 tỷ đô la Mỹ, giá trị gia tăng trên 11 tỷ đô la Mỹ. Đóng góp chính vào doanh thu này là các doanh nghiệp FDI phần cứng. Năm 2015, các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Panasonic, Canon, Intel tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Giá trị xuất khẩu phần cứng cả nước đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, điểm tô vào bức tranh công nghiệp phần cứng, vốn nặng về lắp ráp đã có sự xuất hiện và vươn lên của lĩnh vực vi mạch với hàm lượng giá trị gia tăng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trong cái ngành hẹp đó là ngành vi mạch thì chúng tôi rất tự hào và thành phố hiện nay là điển hình và dẫn đầu cả nước về lĩnh vực thiết kế vi mạch. Và kể cả đối với các nước trong khu vực thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một nơi mà các nước đang nhìn thấy là có một cái công nghệ thiết kế vi mạch cũng như có nguồn nhân lực đáp ứng về thiết kế vi mạch. Đó, chúng ta sẽ thấy công nghệ thông tin trong năm 2015 của thành phố Hồ Chí Minh vừa phát triển cả về bề rộng, vừa phát triển cả về bề sâu. Nhưng tôi nhắc lại là chúng tôi cảm nhận rằng nó chưa phát triển đúng mức với cái tiềm năng của một thành phố trẻ và một thành phố năng động của cả nước. Trong lĩnh vực phần mềm, năm 2015, Việt Nam được xếp vào một trong 10 điểm đến hấp dẫn của ngành gia công phần mềm thế giới. Riêng với mảng giải pháp phục vụ nhu cầu trong nước, các doanh nghiệp đã có bước tận dụng triệt để các xu hướng công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, ứng dụng di động và mạng xã hội vào phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh mà các cấp chính quyền đang đặt ra. Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015 đã có những sự phát triển rất là vượt bậc, đặc biệt khi mà các xu thế công nghệ mới của thế giới và Việt Nam như điện toán đám mây, ứng dụng di động, Big Data, mạng xã hội thì đã giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam trở mình được. Tức là hình như họ đã đột xác, thay đổi toàn bộ các cái giải pháp ứng dụng của họ từ cái phương thức cổ điển như ngày xưa là cứ phải cài vô từng máy, từng cái hệ thống server của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp lên điện toán đám mây và chuyển đổi cái phương thức người dùng đầu cuối theo một cách linh động hơn. Với kết thúc năm 2015 thì theo quan điểm của cá nhân tôi thì cái thị trường mà công nghệ thông tin của Việt Nam được phát triển khá mạnh mẽ và theo đúng xu thế của thế giới, đó là phát triển các cái sản phẩm nó mang tính công nghệ đám mây. Và cái việc mà chính phủ điện tử cũng xây dựng thành phố thông minh, người ta cũng đang xoay quanh những cái công nghệ và giải pháp này để đảm bảo kết nối tất cả các cái bộ ngành sử dụng một cái dữ liệu chung. Không chỉ phát triển về mặt thị trường, năm 2015 cũng là năm đánh dấu những tiến bộ rõ nét về ban hành chính sách vĩ mô liên quan đến công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý là việc chính phủ ban hành nghị quyết 36A về xây dựng chính phủ điện tử vào tháng 10 năm 2015 và Quốc hội chính thức bỏ phiếu thông qua luật an toàn thông tin mạng vào trung tuần tháng 11. Về mặt quản lý nhà nước thì chúng ta có cái hành lang pháp lý để sau đây triển khai tiếp các cái nghị định thông tư để chúng ta quản lý về cái vấn đề an ninh mạng. Đó là cái vấn đề chung. Còn về cái cơ quan quản lý nhà nước hoặc là nói chung là về cái như chúng tôi là cái đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của một tỉnh thì khi luật an toàn an ninh mạng ra đời thì chúng ta có cái điều kiện để chúng ta đề xuất kiến nghị những cái có cái sự đầu tư nó hợp lý hơn, nó đầy đủ hơn trong cái vấn đề mà xây dựng các cái hạ tầng cũng như là cái vấn đề đầu tư để đảm bảo về cái an toàn thông tin. Với việc là sắp tới chúng ta sẽ áp dụng luật về an toàn và an ninh thông tin và vừa được Quốc hội thông qua. Thì như vậy là nếu như tôi không nhầm là khoảng tháng 7 năm nay. Thì như vậy là đòi hỏi chúng ta phải các cái tổ chức, các cái đơn vị bộ ban ngành chúng ta phải trang bị cái năng lực về nhân sự, về con người để có thể là có những cái đáp ứng được những năng lực để thực thi được những cái luật này. Thì chúng ta đang thấy những cái tín hiệu rất là khả quan từ các cái đơn vị bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến an ninh thông tin, xem an ninh thông tin như là một cái gì đó nó là một cái động lực, một cái năng lực để giúp vận hành và cái tổ chức của mình tốt hơn, chứ không phải như là một cái gì đó mang tính chất là tùy chọn, có thể là có cũng được, không có cũng không sao như trước đây.
Không khó để kể thêm một vài điểm sáng khác của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, ví dụ như Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá Việt Nam xếp vị trí thứ 85 trên 143 quốc gia về chỉ số sẵn sàng kết nối. Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam cho biết, mặc dù không phải là ngành có lượng doanh nghiệp nằm trong top nhiều nhất, nhưng công nghệ thông tin, truyền thông chính là lĩnh vực nộp thuế nhiều nhất trong danh sách này. Công nghệ thông tin thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và là mối quan tâm hàng đầu của một số tỉnh thành lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn, công nghiệp, rồi nông nghiệp, đặc biệt là thương mại dịch vụ, những ngành mà có giá trị hàm lượng cho hàng cao, ngày càng đóng góp hết sức là đáng kể cho thành phố. Trong đó có ngành công nghệ thông tin và truyền thông của chúng ta. Điều này muốn nói cái gì? Báo cáo các ông chí. Vấn đề thông tin và truyền thông ngày càng có đóng góp ý nghĩa hết sức quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Nói chung, năm 2016, nhiều vấn đề hệ trọng đặc biệt đặt ra mà cả thành phố đều có. Trong đó có ngành thông tin truyền thông. Theo dự đoán của nhiều doanh nghiệp, ngành công nghệ thông tin Việt Nam năm 2016 sẽ có nhiều bước phát triển tốt hơn. Nguyên nhân, ngoài tình hình kinh tế trong và ngoài nước có chuyển biến tốt, thì sự quan tâm ngày càng lớn của đảng, nhà nước vào lĩnh vực này sẽ là động lực không nhỏ. Năm 2016 thì đất nước ta có nhiều có sự thay đổi lớn. Đại hội đảng được thực hiện và sẽ chắc chắn sẽ sau đại hội đảng toàn quốc thì chúng ta sẽ có những cái chính sách quyết sách mới cho định hướng 5 năm sắp tới và những năm sau này. Và với cái chủ trương lấy khoa công nghệ làm một cái mũi nhọn thì ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành khoa công nghệ nói riêng sẽ được đầu tư phát triển. Và các doanh nghiệp khoa công nghệ trong đó có công nghệ thông tin thì cũng sẽ thụ hưởng được cái chính sách mới của đảng, nhà nước cũng như của chính quyền thành phố. Năm con dê đã đi qua, ngành công nghệ thông tin chào đón năm con khỉ với tâm trạng tinh anh và nhanh nhẹn cũng như lĩnh vực này. Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được nhiều thông tin về kế hoạch mở rộng sản xuất, tuyển thêm nhân lực và phát triển thị trường của các hội viên khi mà khối AEC được thiết lập và sắp tới là TPP. Và đến với thị trường chứng khoán thì sắc đỏ đã nhanh chóng trở lại với hai sàn trong phiên dịch ngày hôm nay 26 tháng 1. Lực bán gia tăng trong khi cầu vào yếu đã khiến cho thị trường không còn giữ được đà tăng như phiên liền trước. Chỉ sau một phiên hồi phục mạnh mẽ, VN Index đã nhanh chóng lao dốc ngay khi bước vào đầu phiên hôm nay. Sắc đỏ bao trùm trên diện rộng đã để chỉ số có lúc lùi dần về mốc 530 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó, sự hỗ trợ tích cực từ các mã vốn hóa lớn như GAS, BID và Masan đã giúp cho thị trường thu hẹp đà giảm. Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm mạnh được xem là một trong những nguyên nhân tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong phiên. Bước sang phiên buổi chiều, tình hình cũng không khởi sắc hơn khi áp lực bán vẫn chiếm ưu thế so với cầu vào thị trường. Đáng chú ý là HAG của Hàng Anh Gia Lai tiếp tục có phiên kịch trần. Bên cạnh đó, nhóm dầu khí hỗ trợ thị trường khá tốt, mặc cho giá dầu thế giới đã giảm mạnh khi rơi khỏi mốc 30 đô la một thùng. Khép phiên, VN Index mất gần 5 điểm xuống còn 537,73 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tương đương 142 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội cũng có phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ. Các mã chủ chốt ở đây đều chịu áp lực bán mạnh. Số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo trên toàn sàn. Chốt phiên, HNX Index giảm 1% về mốc 75,51 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ hơn 41 triệu đơn vị, ứng với chưa đến 375 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau ít phút giải lao sẽ là phần tin châu Á. Thủ tướng Malaysia Najib Rajak được tuyên vô tội trước cáo buộc tham nhũng. Ấn Độ đồng ý mua 36 chiến đấu cơ do Pháp sản xuất với giá 9 tỷ đô la Mỹ.